Xin chào mọi người. Khi mà nhắc tới kem làm trắng thì bản thân Thu Hà rất là thích. Từ trước giờ thì lúc nào Thu Hà cũng thích một làn da trắng sáng và khỏe. Trên tay Thu Hà này là một sản phẩm làm trắng của Nu Skin mới ra mắt. Sở hữu sản phẩm vì Hà thấy rằng nó là một cái sản phẩm làm trắng rất tiện dụng. Các bạn thấy không? Đây là một sản phẩm rất là dễ thương, nhỏ gọn, có thể bỏ túi của mình đi hàng ngày. Nó chỉ 75ml. Thành phần của nó thì gồm có thành phần mica. Mica thì các bạn vẫn thường thấy đấy. Mica thì hay thường có trong phấn mắt này hay là phấn má này. Nó giúp mình độ bóng, độ sáng. Thì cái kem của thành phần này cũng vậy, có cái thành phần mica giúp mình đánh xong sẽ mịn và sáng như thế. Ngoài ra nó còn có thành phần titanium dioxide. Cái thành phần này nó rất là chống nắng và là tạo ánh sáng rất là hiệu quả. Mà cái đấy thì Thu Hà cực kỳ thích luôn ạ. Để mọi người không phải chờ lâu nữa thì Hà sẽ test sản phẩm này trên tay của mình để mọi người có thể cảm nhận cái sản phẩm này như thế nào nhé. Wow, khi mở ra thì Hà thấy một mùi thơm rất là nhẹ nhàng, dạng lỏng này. Để Hà sử dụng trên tay mình xem như thế nào nhé. Rất là mềm, mịn và mướt nữa ạ. Mặc dù bản thân Hà rất là trắng, khi mà xài cái sản phẩm này vào thì Hà thấy cái da của nó khá là đồng đều, mịn màng quá, như da em bé. Đây, các bạn có thể xem này. Các bạn thấy không, một cái sản phẩm nhỏ như này mà có võ đấy ạ. Chúng ta chỉ cần mất 30 giây một ngày để có thể dùng sản phẩm này trước khi đến văn phòng này hay trước khi đi chơi này, rất nhanh và hiệu quả đúng không ạ? Các bạn có thể mang theo trong túi sách của mình, khi nào mà cảm thấy da của mình nó sạm màu một chút thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ trắng da tức thì. Các bạn thấy sao ạ? Quá tuyệt vời phải không ạ? Bản thân Hà rất thích cái sản phẩm này vì cái sản phẩm này nó có những cái thành phần rất là an toàn mà không những làm trắng da tức thì mà còn giúp cho da mình có thể khỏe lên nữa ạ. Với một sản phẩm làm trắng mà an toàn, hiệu quả như vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn nhỉ? Ngoài những cái thành phần làm trắng tức thì ra thì nó còn giúp chúng ta dưỡng da nữa ạ. Có những cái thành phần giúp chúng ta dưỡng da hàng ngày này, chống nắng này, thì tại sao chúng ta không lựa chọn cái sản phẩm như này nhỉ? Với Hà thì mức thang điểm cho cái sản phẩm này thì Hà sẽ cho 9 điểm. Còn các bạn thì sao?